Chú chó tuổi thân đứng khóc nức nở vì cái tội cắn dép bị Sen đánh. Đó, ai cũng bảo là nhìn mặt ngoan, nhìn mặt biết hiểu chuyện, biết lắng nghe, mặt uy tín rồi. Mới đây trên TikTok xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh chú chó vì bị anh Sen đánh yêu có vài cái mà tuổi thân ngồi khóc như đứa trẻ con, khiến anh Sen cũng chỉ biết cười trừ. Được biết thì bình thường em nó cũng ngoan ngoãn nghe lời lắm, chưa bao giờ biết báo nhà báo đốm là gì. Lúc nào anh Sen đi đâu về cũng hớn hở chạy ra tận cửa mà mừng rỡ chào đón như vậy nè. Cho đến ngày hôm nay khi bị Sen hỏi tội vì ngứa mồm cắn bay đôi dép vừa mới mua, không biết có oan ức gì không mà thanh niên ngồi khóc tức tưởi khiến anh Sen cũng bất lực thay. Đó, ai cũng bảo là nhìn mặt ngoan, nhìn mặt biết hiểu chuyện, biết lắng nghe, mặt uy tín rồi. Chú cờ hó vừa tuổi vừa khóc nức nở thành tiếng như kiểu oan ức lắm không bằng. Lỡ xin nhẹ đôi dép của anh Sen thôi mà tốn biết bao nước mắt như này đây. Thôi lần sau cứ như này thì Sen đâu mà dám đánh dám mắng em nữa cơ chứ. Ngoan ngoãn cả năm không ai thấy, cắn dép một bữa cả nước hay. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha!